Tao em không khum chống em coi có thấy vong hay không em. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại hai anh em mình có mặt tại vị trí Ngô Miếu. Và ở đây nó có một cái ngã ba của anh chị. Đường này thì nó có cái tuyến đường đi vô cái bãi rác. Thì như ngày hôm qua mình có đến đây mình tìm hiểu về tâm linh. Lúc đó là mình ghi hình ban ngày. Quý anh chị và các bạn chắc có thể biết, bởi vì mình đăng lên kênh nhỏ của mình là Hiệp TV. Ngày hôm qua mình nắm bắt thông tin tại vị trí này có một em trai còn hơi nhỏ tuổi có chia sẻ với mình là ngay ngã ba này là cứ mỗi một năm như vậy á là phải có một ông mà tới giờ linh á là sẽ tử vong các bạn. Bởi vì á tuyến đường này mình có nắm bắt được là thời ngày xưa ở đây là kêu bằng Long An các bạn. Ngày xưa là đường đất thịt mà bà con nói á, tháng mưa như tháng này á, là sình không à, không bao giờ chạy xe được. Bà con chỉ chạy xe đạp, nếu mà ai có Honda là phải gửi ở trên dòng các bạn. Rồi cách nay khoảng cỡ 14 năm được chính phủ làm lộ nhựa lên. Thì từ cái lúc mà chính phủ làm lộ nhựa lên xong, người dân ở đây rất là phấn khởi. Bởi vì đường lộ nhựa nó ngon lành mà. Mà không biết cái lý do gì có một chú xỉn rượu, ông chạy Honda đi ngang cái cua này, ông bị té, kiểu như bị lạc tay lái đó các bạn. Ông chạy xuống dưới cái ao là ông mất, là người đầu tiên. Là cách nay là khoảng cỡ 7 năm thôi. Như vậy là qua năm thứ hai thêm một ông chú đó luôn, ông chú khác luôn chứ, cũng bị xỉn rượu chạy ngang té ngay chốc vị trí ông trước luôn. Rồi từ ngày đó tới ngày hôm nay là 7 ông mất ngay vị trí này, toàn là sồn sồn không các bạn. Rồi người dân nói thêm á là 7 ông chú này á là dân ở địa phương đây không, chứ không ai xa lạ. Rồi từ lúc đó cho đến ngày hôm nay là người dân cảm thấy ở đây nó có một cái hung. Rồi bà con mới nguyên góp người ít tiền làm Ngô Miếu. Thì bây giờ nó cũng hơi đỡ, nhưng mà nó không có bị tai nạn ngay Ngô Miếu, nhưng mà bị chịch qua Ngô Miếu là có một cây cục đèn các bạn. Cũng như người dân ở đây á, rất là sợ hãi. Cả luôn ban ngày lúc 11, 12 giờ trưa bà con chạy ngang đây là phải chạy hết ra, cả luôn ban đêm các bạn. Mình ngồi chơi ở đây với anh chị, chút xíu nữa với anh chị sẽ thấy Honda họ chạy kêu bằng là sanh tử luôn á. Thành ra đó, nhà thấy không, chạy hết ra luôn á. Thành ra ở đây á cũng như là họ biết ở đây là linh thiêng, họ đi ngang là họ phải chạy kêu bằng không biết sao mà tả nữa. Rồi những đứa mà 15, 17 tuổi ở đây á, hồi nãy như anh có rủ một đứa 17 tuổi đâu dám lại đây chơi đâu. Sợ. Nó sợ. Còn như em Nhân, bà con trong xóm mình á, thì ở Trà Vinh mới, cũng như là mình gọi hồi trưa các bạn. Rồi em đi taxi xuống tới nhà nghỉ anh ha. Đi mấy tiếng em? Đi cũng có 2 tiếng à. Vậy hả? Rồi mục đích của anh hôm nay á, cũng như là muốn em theo anh chơi để cho nó đỡ sợ em, bị gì ở đây nó lạ, xa lạ. Rồi anh nghe nói bà con đây là giờ này là không ai dám bước vô cái khu này nè. Còn ở bên trong á là nó có một cái câu chuyện rất là rõ ràng. Như
người dân tộc họ làm ruộng. Clip trước là mình có ghi cho quý anh chị xem là Hiệp TV đó, em trai đó có nói ở đây là bãi rác ngày xưa, nhưng mà thời gian gần đây là không có còn đổ nữa, bởi vì nó chật rồi. Thời gian trước không biết những người mà họ phá thai đó các bạn, hoặc là con bị hư hay sao đây, mình cũng không rõ về cái phần mà con của họ mất. Cứ con của họ mất là họ bỏ vô bịch, họ đem vô bãi rác họ để trống. Còn người dân ở đây á, họ thấy tội nghiệp, họ mới người nào phát hiện á, thì họ đem đi chỗ khác chôn, còn không phát hiện thì thành rác thải luôn. Rồi bà con nói ở trong cái bãi rác này ban đêm nghe cái tiếng khóc rất là ghê gợn, nhưng mà mấy anh máy cài gần đây mấy ảnh đâu có tin, máy cài máy xới đó các bạn. Ông người Khmer ông kể thêm á, ông nói đất ở đây á, cái địa bàn này hiện giờ là lấy đất ruộng, lấy đất chỗ cài đó các bạn, đem về để đắp nền nhà như hay là đắp cái chỗ mà trồng đồ á, nhà nước không cho. Thành ra có một hôm nhóm máy cài đó lấy đất ban đêm mà dắt phi luôn, dắt cỡ 12 giờ phi các bạn, cũng như là né về cái phần pháp lực không hay không biết. Thì cái đêm đầu á, chiếc máy cài đó đến đây và có thêm hai người để phụ coi máy cài hoặc là xe cuốc đó các bạn, máy cài thì phải có xe cuốc. Thì chiếc máy cài đó họ đang chạy, đang chở đất, rồi một thanh niên mà đi chung á, họ mới kêu cái anh mà lái máy cài á, wow, ngừng lại đây tao nói mày chút xíu nè. Như vậy là cái người mà lái máy cài họ mới nói tao đang chạy mày kêu tôi lại làm gì. Thì cái người mà thấy vong á, mà vong em bé không à, 4-5 vong ngồi ở trên cái chiếc máy cài các bạn, mới nói với cái ông mà chở đất, trời ơi nãy tao thấy ma mày ơi, 4-5 đứa em bé ngồi trên xe. Như vậy là cái ông lấy máy cài cũng đâu có tin. Ông mới nói trời ơi người ta ở đây băng mình 3-4 người mà ma cỏ gì đây giờ này. Cái ông mới quay lại dòm sau là thấy thật sự là 6 đứa em bé các bạn. Thì chàng thanh niên ở địa bàn đây họ làm ruộng, họ có kể câu chuyện có chính xác 100% luôn. Rồi mình có hỏi thêm là những đứa bé đó là có lớn tuổi hay không. Rồi anh chàng người dân tộc ảnh có nói cao cao vậy nè, thay mình đón chắc 3 tuổi, 2 tuổi, 4 tuổi đổ lại các bạn. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ ghi hình ở ngoài cái khu ngã ba Tử Thần và quay ngôi miếu cho quý anh chị xem, và quay những cái hiện trường mà trước kia đã từng tai nạn giao thông, có nhiều chú cũng như sồn sồn mất các bạn, để quay cho quý anh chị xem. Và mình sẽ vô cái bãi rác sao, hôm nay cảm giác sao? Sớm mà anh nói sớm là tôi ở nhà nghỉ, tôi ở rồi không đi đâu, nghe sợ rồi. Nghe sợ rồi hả? Trời ơi sợ gì, anh là dạng nhất đất nước Việt Nam mà, em đi trước anh đi sau, anh đâu có cho em đi sau đâu mà sợ. Nếu có gì thì đừng có la nha, la vừa thôi, đừng la quá, đừng nói ma ma này kia nguy hiểm nha. Nếu mà anh cho em biết trước rồi em không có qua làm sao, thì có ai làm bạn đồng hành. Ờ vậy anh nói trễ quá, nói sớm mà đâu đi. Hồi nãy anh có gửi xe ở ngoài rồi có một bà cô bà nói trời ơi chú giờ này đi đâu mà mang bị mang bóp quá trời vậy. Cái anh mới nói anh đi lại ngã ba Tử Thần này và vô bãi rác tìm vong linh và cúng kiến cho họ. Cái bà mới nói trời ơi cái sớm này giờ chú
chú bỏ ra mỗi một đứa 1 triệu. Em bé mà khoảng 15 tuổi không có đứa nào mà dám lợi gần đây luôn á. Nó chạy đạp điện mà nó phải chạy hết ga luôn các bạn. Thôi bây giờ anh em mình đi ra ngoài đó quay sơ sơ cho quý anh chị xem, rồi mình đi vào bãi rác để tìm vong em bé. Bởi vì theo anh biết, những vong hồn kiểu như bị hư thai á, rồi cha mẹ không có chôn cất, rồi bỏ vô bãi rác rất là tội nghiệp. Rồi những em bé đó nó cũng lớn theo năm tháng giống như con người mình. Bởi vì mình nghe người dân tộc ở đây họ kể, những người lái máy cày thấy vong cao cao vậy nè cả nhà, mà tại sao xuất hiện ở trong bãi rác mới được. Mà bãi rác này đó, hiện giờ nó cũng sạch lắm, hiện giờ đầy rồi, nhà nước không có đổ nữa, rồi nhà nước đổ đất thịt lên là hiện giờ nói chung là không còn rác nữa các bạn. Thì bây giờ hai anh em mình đi ha. Nãy anh nhồi nè, em có thấy cái con gì bên đây không? Anh thấy một con rất là lớn luôn. Nó bay cái hướng bên cục điện đó ha. Nó bay cái xẹp qua đây nè. Không, nãy không thấy. Ừ, anh thấy một cái con rất là lớn. Và nếu mà con vẹt nó đâu có đậu cây ta. Con vẹt thì nó có thể xuống ruộng nó kiếm ăn. Nó giống như con chim mà bình bẹp vậy. Bình bẹp nhà này có bay không? Không. Đúng. Chim cú mèo không? À, một là cú mèo, hai là chim heo. Chắc có thể là chim heo em. Nó bự rồi, bự chim heo. Bự chà bá luôn á. Đó, anh chị thấy không? Xe ngang đây là chạy hết ga không á. Mà ý là người ta chạy xe kêu bằng cùi bắp chứ đâu phải xe đời mới đâu. Rồi thêm một chàng thanh niên có nhà đèn đốt sáng sáng đó các bạn, ngồi cặp mé sông, không phải mé sông, mé kinh ngay chỗ đó đó, rồi nhào xuống dưới ngay chỗ cái ao đó chết luôn. Mà cái ao đó thì gần ngôi miếu mới ghê chứ. Còn gần đây á, có một chàng thanh niên đi tập quân sự về, chạy ngang đây cũng nhậu xinh xỉnh các bạn, rồi qua đây tông cục điện bên đây. Tông cục điện bên đó em. Đúng rồi. Cách năm. Mấy cái rột đây. Rồi hiện giờ á, bà con trong đó trồng ba màu phải đốt đèn sáng đêm luôn. Cái ngã ba này mình cảm thấy nó không có gì hết, mà người dân đi ngang đây là chạy ghê gớm lắm các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đi ngang nhìn vào đây giáo giác hết trơn nè. Hình như là kêu bằng công nhân. Ừ, hồi sớm á, có một anh người dân tộc, anh nói hiện giờ ở đây nó có đèn lai rai, thành ra công nhân mới dám về đường này, còn trước kia là không dám luôn á, đi bỏ đường luôn á, đi đường tắt. Đó, bên đó có người miếu đó các bạn. Bây giờ mình chỉ quay sơ sơ cho quý anh chị xem là những người dân tộc ở đây họ kể, họ chia sẻ. Đầu tiên đường lộ này mới mở lên là mất một chú chạy xe ngang đây bị tai nạn giao thông. Là chú đó là ông té phía bên ngôi miếu, lọt xuống dưới cái kinh đó các bạn, là ông mất. Thì ông mất vừa xong không quá một năm là có thêm một ông chú cũng ở trong xóm này luôn, chạy lại tới đây té qua bên đây, mất ở dưới cái ruộng này. Mà mình hiểu không nổi, đặt ví dụ bây giờ ổng té, ổng lạc tay lái, ổng lọt xuống đây thì làm sao mất được. Mà cuối cùng ai đi ngang đây nếu mà té là tử vong, là tổng cộng là 7 người các bạn. Đó. Ngay chỗ này không biết bao nhiêu người, mình cho bên đây 3, bên kia 4 đi. Đó.
còn họ sợ quá họ chạy qua khu này thì chết 2-3 người nữa. Các bạn nghe kia không? Ở bên kia thì nó có một cái tiệm tạp hóa, nhưng mà tiệm nó bán rất là đắt luôn á. Thôi bây giờ anh em mình đi vô. Cái làng khác họ không biết thì thôi, còn cái làng này là họ biết, là họ đi ngang họ chạy hết ga luôn á. Đây này anh thấy có ai cúng kiến nè, thấy không? Anh đâu nói dốc đâu. Nó cúng vô bông nè. Tôm, trứng rồi đó, thịt, cô nhóc. Có tôm á. Bộ tam sơn luôn hả? Tam sơn gì á. Ừ. Thịt nè, rồi tôm, trứng. Tôm, trứng. Như có heo quay hay gì trong dĩa nhỏ. Heo quay luôn. Nó mình đâu nói dốc đâu. Còn dép nữa. Cái dép nít nữa trời. Bây giờ anh em mình vô trỏng đi. Đây mấy đôi nữa vậy? Có dép người lớn nữa đó. Không lẽ rác ta. Họ chở rác bị rớt em ơi. Ừ. Hay là những người đi ngang đây sợ ma rồi bỏ dép. Đâu khi nào mà cái xe chở rác mà nó rớt kinh khủng vậy ta. Nó sợ nhiều khi thì người ta cúng mới có dép nít nè. À. Cũng như là người ta đến đây người ta cúng đúng không? Người ta thấy tâm linh. Ừ. Rồi người ta về người ta mới mua. Anh mới thấy bóng bên này trời. Hay là đàn pin bên kia gọi lại đây. Dữ hả? Cúng quá trời dép luôn các bạn. Ông này không sợ ma sao không gọi mình đi trời. Rồi thăm gì vậy chú? Dạ. Thăm chuột. Thăm chuột hả? Ừ. Có không? Ủa tháng này mà ông đi gặp chuột đó hả? Chuột đó. Tháng này người ta thuốc dữ lắm ông ơi, đừng có đem về ăn nha. Ừ. Tháng này nếu mà mình đi mua chuột mà gặp mấy ông này, mấy ông lột sẵn là nguy hiểm đó các bạn. Bởi vì hồi sớm anh thấy có một bạn người Khmer họ rào cái khu ruộng của họ lại, rồi họ mới xạ lúa. Họ sợ chuột vô ăn á. Rồi họ đặt lồng chuột nữa. Rồi có dính con chuột luôn. Rồi anh có hỏi họ đem về ăn hay là sao, ổng nói giết luôn. Không bao giờ dám ăn, bởi vì ở đây chuẩn bị xạ người ta thuốc dữ lắm. Chứ nó thuốc đâu có chết liền. Đúng rồi. Ừ. Nãy quên kêu ổng qua đây đặt. Thấy chuột trong bãi rác chạy quá trời nè. Rồi mới vô đây là ớn lạnh nè. Nói cho gà không? Có tiếng hú hú gì quý? Hú đâu cứ chơi trong vườn bên đó đó. Em nghe không? Nghe. Anh cũng nổi góc cục lên cuồn cuộn luôn nè. Nó lạnh nó luôn á. Nè, nổi thiệt. Nó thật các bạn ơi. Không nổi giờ chơi luôn ha. Đó. Đó. Em bé khóc. Bởi vì bà con nói đây linh dữ lắm. 5-6 bé lên mấy cài ngồi luôn mà. Bên đó cả nhà. Đó bà ghét trong đó đó. Nhưng mà bây giờ cũng sạch sẽ lắm. Đi anh em mình đi. Đó. Chắc đi về quá. Trời trời. Cái gà nó nổi hết trơn nè. Mình chắc giờ về không có taxi về nữa. Thôi bây giờ gán đi vô trỏng sang mai với anh đi. Nếu mà có gặp họ thì mình cúng kiến cho họ. Anh sẽ gian giấy họ, đừng có làm cho anh em mình sợ thôi. Đi.
Đâu em coi kỹ kỹ ở trên cái cây nè. Anh thấy hồi nãy có một con chim rất là to luôn á. Cái đó. Bên tay phải á. Bên kia tiếng gôn. Đúng rồi. Cái gà nó nổi. Không trên cây hay là bên kia? Bên kia. Vậy hả? Đây cây còng nè. Lá dày không? Không thấy luôn ha. Bãi ghét ở đây á là những người họ sanh đẻ kiểu như hư thai họ đem vô đây á, bỏ mấy trăm á. Ớt quá trời hả? Nghe chỗ đó phải không? Ừ, đó. Ừ. Em bé khóc. Mà phải em bé khóc không? Nếu mà em bé khóc là tiếng nó là lạ chứ. Đúng không? Tiếng này con gì hú hay gì hết chứ. Không lẽ cái con chim heo ta. Không biết nữa. Nãy con nó bay cái đầu đó rồi nó thấy. Không lẽ con đó nó quá ra vong ta. Tiếng nó gần như vậy anh ơi. Phải không? Đây, anh em mình dùng đó. Quá ra cút kêu nữa hả? Cút Hàn Quốc gì đúng không? Trời ơi. Cái này nó hú gì á. Phong này là mình cảm giác khoảng cỡ kiểu như mình nghe đó các bạn. Cũng hơi lớn lớn, khoảng cỡ 5 6 tuổi có. Đó. Rồi nếu mà mấy cái phong mới đẻ ra làm sao mà tiếng khác, nó khóc nghe nghe queo queo rồi chứ ha. Hai này mình đi dài dài vô thử coi cái tiếng gì trong đó. Em còn nghe mùi không? Mùi gì gác hả? Ừ. Cũng còn. Bên đây là chắc có thể gần đây có ai đem vô. Phải không? Gì vậy? Chậu cái gì đó, nó đập tượng, nó thịt chứ. Chậu hay là đập tượng? Tượng. Ở kế bên đây có chùa Khmer luôn mà không chịu vô chùa trời. Thầy ổng đang tụng kinh đó các bạn. À, hôm nay mục đích của con đến đây xin phép ông thổ thần, ông thổ địa, thần hoàng bốn cảnh ở bãi ghét khu linh thiêng này. Thì con có nghe bà con đây nói ở đây trước kia có nhiều em bé bị hư thai dục bỏ vào bãi ghét này. Hiện giờ theo năm tháng những bé đã lớn lên 5-6 tuổi rồi. À, nếu mà hôm nay có bé nào ở đây thì hãy xuất hiện đi, hay là hãy làm gì đó để cho chú cúng kiến nha. Chú không có phá quấy các cháu.
Ghê vậy? Nổi gà nữa hả? Trời ơi. Nó. Cái này chắc đi về quá. Về hả? Chừng đập miễn nha, đó miễn phải không? Miễn. Miễn mà nó sai cái hả? Không, miễn chắc khiến hụt lụ á. Về về lỡ đi ra ngoài đó cũng không dám ra nữa. Trời ơi trời, là về sao mà vô cúng kiến cho con bé được. Anh nghe tiếng này là có thể là vong 5-6 tuổi chứ không có lớn nữa em. Chắc nó thấy mình vô nó đòi cúng gì đó mà. Chắc vậy quá. Đồ ăn á. Hôm nay anh em mình có chuẩn bị sữa các bạn và bánh. À, nếu mà cháu Linh Thiên á, các cháu Linh Thiên đừng có hú hí nha. Hú hí rồi làm bạn đồng hành của chú không dám vào rồi làm sao mà cúng kiến cho các cháu được. Nín phòng. Trong đó có mộ hay gì em? Ừ. Phải không? Tùm lum thứ tiếng cái tên nha. Như vậy là nhiều vong phải không? Vậy quá. Cái này ta là cũng còn loại bỏ. Hử? Ta cũng còn đổ Mỹ. Bữa nay chắc kiến hụt lụ quá. Ừ. Đổ cái này là đổ trái phép thôi chứ nhà nước cấm rồi. Đó. Nó làm tiếng con vẹt kêu luôn hả? Tiếng đó là tiếng vẹt mà. Vậy sao dám vô? Mà giờ về cũng không có xe nữa mà bây giờ đi ra ngoài cũng hơi xa, không dám ra nữa nè. Thôi bây giờ vô, nói chung là mình liều mạng đi. Rồi khám phá xong rồi mình về. Kêu taxi về có gì đâu. Vậy đi thôi nè, mình dán đi. Ừ. Dán cũng cho sợ đi. Không phải cái con gấu. Con gì? Gấu hả? Gấu bông hả? Gấu bông. Gấu bông đông đây vậy trời. Phải gấu bông không? Gấu gì á. Nó dài nè. Gấu bông các bạn ơi. Nhìn thấy ớn rồi chứ. Ở đây con mụ là do cái thành phần xấu họ đem vô họ dục nè. Nhưng mà mình leo lên trên này chắc có thể hết mùi. Hết được không? Nó bên kia là có chùa Khmer luôn các bạn. Tụng kinh mầm luôn á. Nhiều khi họ muốn bên ngoài. Ui. Nó đó hả? Quông kêu ra của khác các bạn ơi. Nổi chừng hả? Ừ. Nó không cho mình vô gì á. À, mục đích của hai chú hôm nay vô khu Linh Thiêng này là chỉ muốn giúp đỡ cho các cháu thôi chứ không có làm gì hại đến các cháu nha. Nói vậy? Nó không rảnh, nó không gì đạm đầu tôi gì á. Ờ, mình đang đứng đây nè em ơi. Đứng đây nè, né né qua một chút. Gì ghê vậy? Tại cỏ mọc qua mình không thấy á. Ở đây là ngày xưa có rác nhưng mà sau này chính phủ họ đã đổ đất lên các bạn. Giờ sạch sẽ lắm. Mà ở trong này mình đâu có biết chỗ nào mà hài như ở dưới. Nó làm sọt sọt dưới rồi. Phải không? Ra hả?
Trời ơi, người ta vô người ta cúng kiến vô hưởng mẹ. Ra vậy sao cúng? Khổ ghê vậy. Cũng đi hả? Cho chúng tôi xem mặt coi lớn tuổi hay là nhỏ tuổi chúng tôi mới biết cúng những thứ gì chứ. Đứng trước mặt không à? Đứng trước mặt, nó đứng trước mặt có thấy đâu. Cái cây nhúc nhích nhích không ạ? À? Trong cái lùm đúng không? À, này nhỏ nữa. Nhỏ nữa hả? Ghê hả? Tao em không không chống em coi có thấy vong hay không em. Không có đi hả? Không có lại hả? Trời ơi. Người mắc cỡ quá. Tao em cầm máy vậy nè, cầm chỗ này. Cầm cái tay trái đẹp tiếng cái đó. Ừ. Quay anh nè. Anh coi kỹ coi. À, mục đích của chú hôm nay vào cái khu vực linh thiêng này là chỉ muốn khám phá về tâm linh và giúp đỡ cho các vong. Thì tôi không biết ở trong cái lồng này có vong lớn hay là vong nhỏ thì hãy xuất hiện đi. Rồi chúng tôi mới sắp xếp được những cái thứ mà lễ vật và chúng tôi sẽ gửi. Đợi về đây nè em. Đừng sợ. Ui, anh, ui. Hả? Anh, ui. Nó tiếng con mèo ăn gì không nghe. Anh, ui. Tiếng con mèo phải không? Ừ. Hay là tiếng tạo? Tôi 8 tuổi. Tôi 8 tuổi. Tôi 8 tuổi ha. Ok. Người Khmer là người Việt. Chắc Khmer quá. Nó tiếng cứng phải không? Tiếng cứng. Khmer phải không? Vậy. Nó Việt hay gì á? Việt, Việt. Việt. Rồi cháu ở trong khu nghĩa địa này được mấy năm rồi? 8 năm. 8 tuổi là ở 8 năm á. Cháu từ ở bên ngoài vô khu vực này tham quan hay là từ ngày xưa đến giờ mình ở đây? Bị bỏ ở đây. Bị bỏ ở đây hả? Không. À, cũng như là cha mẹ mình lúc sanh mình ra bị hư thai rồi cha mẹ mình bỏ vô cái bịch đem vô đây gửi phải không? Dục ở đây hả? À, hôm nay chú nghe bà con người Khmer ở đây họ nói ở đây có nhiều cháu. Thì gần đây có 4-5 cháu quá gian xe máy cày cũng như là họ chở đất. Rồi trong đó có cháu không? Có hả? Là mục đích của mình lên xe để chơi cho biết đúng không? Okay. Trời ơi. Rồi làm chi vậy cho người ta bệnh. Thay vì mình lên xe thì mình lên mình cho người ta thấy chi? Mình cho người ta thấy là mục đích của mình là để làm gì? Ai biểu nè, ăn tôi. Cán hả? À. Ông ngoại bữa nay xe chạy dữ vậy em? Công ty ra quá. À, công ty hả? Về. Đang quay ra ngay chỗ hồi nãy ngã ba mình đứng ra gặp họ chạy như thế nào. Lên quay cho đó, họ đi ngang đó là họ sẽ chạy táo quả luôn các bạn. Sợ chạy hả? Trời ơi. Đi xe không mà chạy vậy hả? Đó có một mình đó. Không, đó xe đông mà chạy vậy đó. Xe đông sợ. Công ty ở gần đây có công ty các bạn. Cúng đi. Cúng gì cho chúng tôi xem thấy rõ hình hài rồi chúng tôi mới cúng chứ.
đứng trước mặt phải cho nó thấy. Không thấy được. Rồi em vô đó em coi thử cái em. Cẩn thận nha. Con nó nhỏ nó hiếu kỳ nó lôi á. Ủa? Kìa, dưới chân em kìa. Ai mới hút thuốc kìa? Ai mới hút thuốc để trong cái lùm vậy? Không thấy đâu. Đó. Không thấy. Đây nè. Điếu thuốc để về kìa. Dắt cho cái cành cây đó. Ừ. Phải thuốc không? Thuốc. Trời trời. À, có phải cháu mới hút thuốc không? Ai hút? Ờ, mấy ông giữ dịch đó hả? Nói chuyện để em lún đầu xuống con thấy gì. Ờ rồi. Em đứng trước mặt hả? Không thấy. Nó trong lòng hay là nó dưới em? Trước mặt hả? Không thấy luôn. Anh thấy trong lòng. Nó đứng trước mặt em mà em không thấy đâu. Vậy hả? Anh ngoài kỹ thưa. Đừng không dưới nhà ở lâu với là ta trúng cái bài rác á, trúng dưới tường chứ. Anh thấy đầu cà bá lửa luôn kìa. Đang đen bên đó các bạn. Chỗ dưới tường. Với cái hầm nó hơi sâu quá mình ngồi không thấy. Ờ. Nhiều khi họ ở trong đất mình đâu thấy được. Đúng không? Ừ. Chắc chỗ này mà lần dục mấy đứa ở đây nè. Ừ. Nhiều khi linh hồn của họ còn yếu ớt á rồi họ không có xuất hiện được nhưng mà họ vẫn nói được. Anh đi ghi hình nhiều nơi. Ờ bữa đó hai anh em mình sang Maya đó, bữa đó cúng kiến đó. Anh phát hiện có một bà làm tá điền thời ngày xưa, làm tá điền cũng như là họ làm ruộng, họ làm cho điền chủ á, rồi không có đông lúa cho ông điền chủ đủ, rồi cuối cùng ông điền chủ sai người hầu nhấn chìm ở dưới nước chết luôn á. Rồi cái xác của bà đó trôi về đó, bà có nói là ngày xưa đó lá không à, rồi giờ xương của bà hòa vào đất hết rồi. Rồi giờ cái khu đó họ lên họ nuôi cá đó. Rồi giờ họ nuôi cá đâu được đâu. Bị mấy quan phá. Kiểu như họ không có cúng kiến á. Trời ơi. Chưa ra hả? Chưa ra. Nổi ra gà hết trơn. Thôi giờ mình cúng ngay đây đi. Bởi vì mình không có thấy. Ừ. Để anh vô đó anh coi thật sự có thấy vong ở trong hay không? Ừ, em cầm nha. Đâu thấy gì trời. À nếu mà vong hồn còn ở dưới thì hãy nói chuyện lại đi. Gì vậy? Nghe hết hồn em. Nghe lớn nữa. Chắc nó lại gần mình hay gì. Trời trời. Đâu vậy? Không thấy. Không thấy mà nghe nói lớn dữ trời. Thấy gì đâu? Cũng đi. Cũng đi hả? Ừ. Ok. Cúng thì không thẳng người ta cúng. Cúng ngay đâu? Ngay đây luôn ha. Trước kia là mình bị mất, bị họ dùng vào ngay chỗ này hay gì mà nghe tiếng nói rất là lớn vậy. À. Ở đây có mấy vong, em bé. Thì bây giờ không biết mấy chục vong hay là nhiêu vong. Rồi kêu anh. Kêu họ ra hưởng nhân đàn đi. Tôi sẽ cúng ngay vị trí này ha. Ừ. Thì ok các bạn, mình sẽ lựa cái vị trí nào thích hợp. Rồi
mình cúng kiến cho họ hưởng nha cả nhà. Bây giờ em sợ vậy? Như thằng sẹt hả? Rồi anh thấy chỗ này nó cũng sạch sẽ nè. Chỗ này cắt cỏ ngon. Thì ok, tôi cúng cho các bé tại vị trí này ha. Hôm nay tôi có đem quần áo và đem sữa đến cho các bé và đem nước lọc luôn. Rồi có bánh tay luôn. Bé nào dùng được thứ nào thì dùng ha. Ở đây có chùa bên Bắc Tông mà không chịu đi vô chùa tu, chắc có thể không có được gia đình gửi đó các bạn. Bởi vì họ đẻ ra rồi con của họ bị mất, rồi họ không có đem đi vô một cái nơi tập trung họ chôn, rồi họ bỏ vô bãi rác như thế này. Chắc chắn những người mà họ làm việc này á, làm ăn khó mà phất nổi các bạn. Tại vì những vong hồn mà thai nhi á, ám rất là nguy hiểm. Rồi, mời ha, mời tất cả các vong. Cứ vậy. Gì trời. Ta móc cục túi nổi nữa rồi. Cục cổ nữa các bạn. Thế nè. Gì vậy? Cục bên nào? Bên đây nè. Nó cục cũng nổi nè. Trời trời. Thửng thửng luôn. Cục trên dẫn ở đây nè. Rồi em đi vô đó thử coi. Dạ hả? Lên màu đen luôn hả? Lớn không? Không lẽ này có bông lớn nữa ta? Đúng không? Đó anh coi. Thử coi. Đang chuẩn bị bài đầu qua cúng mà bây giờ tìm thêm cái bông lan đen các bạn. Trời trời, lùm thấy khủng khiếp không? Còn dưới đây là nó có một cái đường nước thoát gì, nước thoát của cái kinh bông nước gì mà không phải, cái nước thoát của bãi rác này ngày xưa, cũng như là ở đây là bãi rác, rồi họ làm một cái học đó, là nước thải nó vô đó rồi họ mới xả ra kinh nó. Rồi anh em mình vô qua bển đi. Trong đó ghê quá cả nhà. Trong đó có lùm rất là khủng khiếp trong đó. Trong đó bây giờ nếu mà hai anh em mình vô trong đó là một là gặp vong, hai là gặp rắn á. Rắn là nhiều nhất. Bởi vì nó vô trong cái bãi rác nó ngủ á. Trong lùm cây chứ. Trời ơi không thôi nãy giờ làm. Em không thấy là anh bài đồ qua, nó giờ anh đút nhang khối lên nè. Cầm máy nè, quay qua thấy cục bánh xì lì, bỏ máy dựng lại chạy nè. Để coi anh tính coi. Thường thường mà cục đen xì lì là vong nam chiếm lên đến 80%. Vong nữ cũng có đen nữa. Nhưng mà có số rất là ít. Ban đầu như ngày hôm qua anh nghe cậu thanh niên người Khmer ổng kể trong bãi rác này á,
nữa, anh muốn vô nữa, anh muốn không. Anh không biết trong này nó như thế nào, kiểu như mình sợ nó ô nhiễm á. Dạ, mới điện em lên đó hả? Ừ. Còn anh đâu có nói ở đây là như thế nào, nếu mà nói em không lên sao? Không, mà cái chỗ này gần chùa mà sao không đi vô chùa tu ta? Không đi đâu. Có ai gửi họ mới đi, mới vô. Dạ, như rồi hồi nhỏ bỏ rồi sao không lại tới. Ừ. Giống như có cha có mẹ cũng như không vậy đó. Hồi cho em qua em ngồi với anh quá, ngồi đây sợ quá. Qua đây nè. Qua đây ngồi đi. Đi vui. Ngồi sao mà ớn 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 lạnh nè. Ớn hả? Em nói lúc còn thanh niên mình có đi chơi đêm không? Cũng đi dữ lắm á. Dạ. Yeah. Có sợ không? Không, không có sợ. Sao càng ngày lớn cảm thấy sợ hay sao? Tại mặt, ít đi á. Mặt lưng á hả? Chắc vậy quá. Kiểu như mình có vợ rồi mình ở nhà rồi cũng quen đúng không? À, mình không có đi ra đường bằng đêm á thì biết cũng sợ. Ừ. Bây giờ nếu mà anh cũng vậy. À, nếu mà làm ban ngày một thời gian chuyển qua ban đêm là sẽ ớn liền. Trước khi đi vào một cái khu nào mà mình không biết thì thôi, mà mình nghe người ta kể vong này kia là bắt đầu muốn vô là phải suy nghĩ lại. Mình sợ, mình ớn. Suy nghĩ lại. Nhưng mà mình cũng như là anh suy nghĩ lại á, mình là người giúp vong. À, họ nói gì họ nói. Rồi mình gặp vong thì càng tốt. Như ta nãy cái bọc không hút rồi, cái bọc nãy anh xé rồi thì dục dính động à. Kỳ cả. Không phải có bún không hút chứ. Ừ. Nãy nè. Đâu trời ơi. Tới một chuyện luôn các bạn. Tại ông làm tôi hết hồn, tôi sợ ông ơi. Ông hoa tôi hết thấy. Chứ ngồi dịnh cái máy coi ăn sao đó rồi xây qua ông bên tháng cục dần dần đó. Ừ. Rồi, mời các bé ha. Đó. Con lột đang tụng kinh đó. Gắn lộn cái đầu. Phải không? Ê, cái đầu nhọn xuống rồi đó. À. Bên dưới là cho bé. Mời, mời bé. Mời bé. Thôi. Xe chạy. Đi ngang cái chỗ này cái miếu á. Chạy hết ga luôn. Này thì gì ghê vậy trời, không lẽ có một nỗi nào. Chắc cái cục đen nãy quá anh. Cục đen nãy hả? Ừ. Cái này chắc lớn rồi đó. Lớn rồi, xin thuốc. Rồi xin thuốc. Con bé không biết sợ, không biết có biết sợ tiền hay không ta. Kệ đi, cho cái ông lớn tuổi đó luôn đi. Ông lớn tuổi luôn ha. Nên lấy đồ. Lâu vô đây đúng là cày mới cho bé luôn. Anh cầm đây được. Ủa, thường thường chùa giờ này họ đâu có tụng kinh ta? Hay là đang tụng đám? Không, không rành. Nhiều khi họ tụng đám làm phước hay là đám me hay gì đó, ví dụ vậy. Nhiều khi đám giỗ sư cũng tụng vậy. Đúng rồi. Yêu cầu chủ nhà mời sư là sư sẽ đến. Rồi ông Lục nữa. Thường thường ông Lục đi tụng là nhiều hơn. Thì kêu sư á. Ờ, nói với sư rồi sư cho ông Lục đi. Ông Lục ở nhà, thấy ông sư ở nhà chứ đâu ít đi lắm.
Nhiều khi đám cưới mấy ông Lục ông cũng tụng. Đúng rồi. Cái vong hồi nãy nói chuyện cái rột nè, là ông này anh nghe nói lớn, anh nghe nói lớn tuổi, nói chuyện kiểu như cái giọng xin thuốc. Nãy hình như nghe cho tôi hơn cho tao xin điếu thuốc. Đúng rồi, cho tao xin điếu thuốc. Chắc lớn à. Lớn, ông này lớn. Hôm nay con đến khu vực linh thiêng này, con xin phép ông thổ địa và thổ địa đất đai nhân trạch thằng Hoàng bốn cảnh cho phép con cúng kiến cho tất cả các hương linh. Rồi tôi mời vong nhỏ vong lớn ha đến đây thổi nhang đèn. Nếu mà các bé có biết xài tiền thì tôi mới đốt được. Rồi nếu mà các bé đồ thì chắc có thể là các bé nhận. Thì bây giờ tôi sẽ để một cây nhang trên này ha. Các bé sẽ xây giùm tôi. Rồi tôi mời các bé hưởng nhang đèn ha. Hãy giờ cục nổi lần rợn qua luôn trời. Nó lạnh kêu mà khủng khiếp luôn. Nổi nữa. Thôi giờ các bé hưởng nhang đèn đi ha. Hưởng bánh. Xé mấy bánh dài luôn hả? Xé hết luôn. Có nhiều cái xé hết. Xé các bé mới ăn được. Vong mới hưởng được. Mấy cái bánh mà mình xé như vậy, nếu mà mình lỡ mình đói bụng mình ăn vô thấy cảnh mà mình túng rồi mình không được ăn. Cả luôn những cái bánh mà mình chưa xé luôn, cúng rồi cũng không nên lấy về luôn. Có nhiều anh chị nói đồ cúng cho vong rồi dư mình ăn được không, thì chắc chắn là tôi cũng dám ăn. Nhưng mà người khác ăn được, họ không biết gì họ ăn được. Nhiều khi họ biết đồ cúng họ cũng ăn luôn. Nhiều khi mình suy nghĩ kiểu như ông bà mình trong nhà mình cúng đám giỗ này kia mình vẫn ăn, nhưng mà thật sự cái đó là ông bà mình. Một Phật à. Các bé cho tôi mượn cây nhang nhỏ ha. Nếu mà các bé muốn tôi đốt với tiền vàng bạc thì các bé xây cây nhang để cho tôi biết ha. Nói em lại em coi cam thử coi. Cam thấy cam thấy không? Cam thấy không em? Trời ơi quá linh luôn nội ơi. Hơi cháo quá, không thấy sai gì. Đây xa. Xa quá hả? Ok. Nếu các cháu nhận giấy tiền vàng bạc thì các cháu hãy xây cái nhang lại cho chúng tôi biết. Xây mạnh lên ha. Đó em lại đây em coi thử cái... em. Xem. Nãy anh để xéo gì gì? Nãy anh nhớ để ngay mà ta. Bởi vì cái lúc mà anh đi lại lấy cái máy á, ở đây nó có xây làm sao đó. Để tiền đi. Cho tiền hả? Xây trời. Phải không? Xây. Rồi xây ngược. Cháu xây ngược lại. Xây ngược lại cho chúng tôi biết. Xây ngược luôn đúng không? Ừ. Rồi các cháu xây lại giùm tôi một cái nữa đi.
đâu nói chuyện hoài trời. Đâu cháu nãy á, nó kêu cho tiền đi. Này chắc cũng lớn rồi, nó biết xài cũng. Rồi, như vậy là muốn xài tiền mới xây hồi nãy cho mình biết rồi đúng không? Rồi em cầm nhang lại nãy, chỗ vị trí cũ. Mình đâu có kêu xây chi hoài. Vong khi yếu á, họ yếu rồi họ không có xây được. Mà tại sao họ nói chuyện dữ vậy trời? Không lẽ vong lớn? Vong lớn hồi nãy rồi xin thuốc á. Phải không? À rồi gửi tiền gửi đồ. Ai mặc được thì đến nhận nha. Đồ nhiều lắm. Như vậy là các cháu ở trong khu nghĩa địa này đã lớn theo 5 tháng đã biết xài tiền em. Hồi nãy mới xây á. Nãy xây tới thì xây lui lại á. À, mục đích đó gió về em thấy không? Nổ một cục nữa rồi. Đây em ngồi gì sao đây mình ốc. Mục đích của chú đến đây là để giúp cho các cháu thôi ha. À, chú không có ý gì hết. Ở đây là một sấp 500k là 20 tờ ha. Mà lên đến hai sấp luôn. Đó. Làm tính khoảng nhiều tiền em. Một sấp 2 500k. Chục tờ thì nó 5 triệu. 20 tờ, một sấp. Cũng như là một sấp thì là 20 tờ nè. 10 triệu phải không? 2 chỗ. Một sấp như vậy là 10 triệu, hai sấp 20. Đúng rồi. À, các bé ở đây cũng hên em. Lý do là có một người làm ruộng thanh niên đó họ chia sẻ. Chứ đúng ra nó có biết đây là như thế nào đâu. Như người ta làm ở đây người ta kể đó. Đúng rồi. Ta làm người ta kể rồi mình mới biết. Người ta không kể mình cũng vô phương biết luôn. Chuột không nói kêu dữ lắm kêu luôn. Anh nghe không? Anh trong đó lùm chuột dữ lắm. Nhưng mà chắc chắc luôn không? Thì ok, mình đặt máy đi ra ngoài ít phút rồi mình vô. Để cho các cháu tự tận hưởng ha. Ờ quên nữa. Hồi nãy nghe có một ông xin thuốc gì đó. Thấy không? Chạy nhanh dữ à. Bỏ vậy không bị tai nạn rồi phải. Đã có cái lịch sử rồi bắt đầu sợ. Trong đó chạy nhờ có cái nhà đốt đèn sáng sáng gặp mà không có nhà đó nữa chạy còn dữ nữa. Chắc để cái bảng đó bởi vậy ai cũng thấy cái chữ người ta cũng sợ gì. Đúng rồi. Tấm bảng này để gì ta? Khu vực có ma cấm vào. Sao máy này càng lùng hoài ta. Tiếu thì chứ.
Ok các bạn, nãy giờ anh em mình đi ra ngoài được 3-4 phút ở trên cam, mình không biết có cháu nào đến hưởng những món đồ mình đến đây cúng hay không. Rồi chú mời các cháu uống ha. Rồi chú để đây, nếu mà cảm thấy cũng không có đủ thì tự lấy ha. Rồi bánh chú cũng để đây luôn ha. Còn nửa thuốc nãy giờ không cũng tàn luôn, ông nội nào đi chạy. À, tôi đốt thuốc cho ông rồi đó, ông hút đi ông nội ơi. Tiếng này không biết tiếng ông nào nữa. Nếu thuốc không còn tàn luôn nè các bạn. Anh đuổi, ông này đuổi mình về. Đuổi nè, cầm này. Về thì về. Nên cày thì mình lấy mình để ba cây nhang lại. Trời ơi, đang hút bịch kịch luôn kìa, em coi kìa. Rụt. Hút kêu bằng là cháy rực luôn á. Em thấy không? Không cũng tàn luôn ha. Thôi bây giờ mình về để cho ổng hút đi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hai anh em mình mới bay cả nhà, hẹn gặp lại những video mới nhất ha.